Triệu Lộ Tư được ví là bản sao địch lệ nhiệt ma, lượng fan hùng hậu, tài nguyên đỉnh không cần bàn. Triệu Lộ Tư là một trong những nữ diễn viên hậu chiến lâm nổi bật nhất của Cbiz. Khi đặt lên bàn cân so sánh với địch lệ nhiệt ma, netizen bỗng nhận ra những điểm trùng hợp bất ngờ của cả hai nàng tiểu hoa. Có thể nói cả địch lệ nhiệt ma và Triệu Lộ Tư đều có lượng fan vô cùng hùng hậu. Năm 2018, địch lệ nhiệt ma vượt mặt hàng loạt tiền bối trở thành thị hậu Kim Ưng nhờ số lượng bình chọn áp đảo của người hâm mộ. Đáng tiếc giải thưởng này lại không giúp cho sự nghiệp của cô nàng, ngược lại còn trở thành vết đen trong sự nghiệp của nữ diễn viên khi bị cả đồng nghiệp lẫn truyền thông mỉa mai phủ nhận. Tuy nhiên đây lại là minh chứng rõ ràng nhất cho lượng fan không đùa được đâu của mỹ nhân Tân Cương. Tương tự đàn chị, Triệu Lộ Tư cũng được bình chọn là tiểu hoa lưu lượng thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Nữ diễn viên được yêu mến bởi ngoại hình xinh xắn, đáng yêu, tính tình hòa đồng, thân thiện. Đặc biệt, Triệu Lộ Tư vô cùng hút fan nam, mặc cho biệt danh em gái trà xanh có một số hành động thảo mai, cọ nhiệt trong quá khứ. Tài nguyên phim ảnh của Triệu Lộ Tư có sự tương đồng với địch lệ nhiệt ba. Sau thành công của Trần Thiên Thiên trong Lời Đồn, nữ diễn viên nhận được nhiều kịch bản chất lượng. Bạn diễn cũng là những nam thần hot nhất Cbiz như Dương Dương, Ngô Lỗi. Dù vào nghề muộn hơn so với mỹ nhân Tân Cương, nhưng Triệu Lộ Tư đã có cơ hội góp mặt chung trong Trường Ca Hành và nhận được sự chú ý không hề thua kém đàn chị. Mặc dù vẫn bị phàn nàn về khả năng diễn xuất nhưng không thể phủ nhận độ hot của Triệu Lộ Tư, nhất là sau Thả Thí Thiên Hạ phát sóng gần đây. Thánh Xuyên không hứa hẹn sẽ là một tiểu hoa tiềm năng của màn ảnh Trung trong tương lai gần. Ở một diễn biến khác, trái với kỳ vọng, Thả Thí Thiên Hạ bị ném đá vì đạo nhái ngược đãi động vật. Là nam nữ chính trong phim, Dương Dương và Triệu Lộ Tư cũng bị ảnh hưởng không ít. Mới đây, có blogger đã tiết lộ lý do Dương Dương đồng ý nhận dự án phim này. Theo đó, ở thời điểm đang thắng thế với dòng phim hiện đại, Dương Dương cũng muốn tập trung phát triển theo hướng này. Tuy nhiên, nền tảng có ký kết hợp đồng lại không muốn như vậy nên đã tạo áp lực lớn lên nam diễn viên. Bên cạnh đó, Dương Dương cũng muốn dùng việc đóng Thả Thí Thiên Hạ để đổi lấy vai nam chính trong dự án S cộng đề tài huyền nghi trinh sát của Tencent. Thông tin này được đưa ra đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây chính là nguyên nhân khiến Dương Dương lạnh nhạt với Triệu Lộ Tư. Theo đó, trong suốt thời gian Thả Thí Thiên Hạ lên sóng, phía Triệu Lộ Tư đã tung ra rất nhiều bản thảo xào couple với Dương Dương, tuy nhiên phía nhà trai đều từ chối. Có thể nói Thả Thí Thiên Hạ như một bước chững lại trong sự nghiệp của Dương Dương. Trước đó, diễn xuất của anh chàng trong hai bộ hiện đại là Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh và Đặc Chiến Tinh Quang được khen ngợi rất nhiều. Tuy nhiên sang đến Thả Thí Thiên Hạ lại bị nhận xét là vừa đơ vừa gồng, chỉ được ngoại hình đẹp. Bảo sao với ai Dương Dương cũng xào tí cho có nhiệt mà đến Triệu Lộ Tư lại liên tục từ chối. Thực ra trong giới, chuyện đóng phim này để đổi lấy vai kia đã không còn mới mẻ, như Triệu Lệ Dĩnh cũng đóng giữ Phượng Hành để đổi tài nguyên điện ảnh đó thôi. Thả Thí Thiên Hạ đúng là bước đi lùi của Dương Dương thật, vừa đơ vừa gồng, cứ đóng hiện đại khéo lại tốt hơn. Đóng Thả Thí Thiên Hạ chẳng qua là vì cuộc muốn dùng danh tiếng của Dương Dương để nâng Triệu Lộ Tư thôi, bảo sao cậu lại từ chối xào couple. Hiện tại, thông tin này vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Tuy nhiên, nếu sau này Dương Dương trở thành nam chính của bộ huyền nghi nào đó, thì dân mạng mới có thể tin tưởng vào chuyện này được.